Đức cam kết viện trợ số vũ khí 2,95 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine sớm nhất có thể, nhưng chỉ một phần nhỏ được chuyển giao sau 3 tháng từ ngày thông báo. Bộ Quốc phòng Đức hồi tháng 5 công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, có tổng giá trị 2,7 tỷ euro, 2,95 tỷ đô la Mỹ, lớn nhất từ khi chiến sự nổ ra, và khiến Berlin trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai của Kiev chỉ sau Mỹ. Thông tin được công bố ngay trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Đức và gặp Thủ tướng Olaf Scholz. Gói viện trợ gồm 110 xe tăng chủ lực Leopard 1A5, 20 xe chiến đấu bộ binh Marder, 4 tổ hợp phòng không tầm trung Iris-T với 12 bệ phóng và số lượng tên lửa chưa xác định, 7 radar đa chức năng TRML-4D thuộc hệ thống Iris-T, 18 pháo phòng không tự hành Zepard, gần 360 máy bay không người lái UAV Vector, hơn 26.000 viên đạn pháo cỡ 155mm và nhiều loại khí tài khác. Giới chức Đức cam kết chuyển giao số vũ khí này nhanh nhất có thể. Một tuần sau khi công bố, Văn phòng Thủ tướng Đức đưa chúng vào danh sách những khí tài đang được chuẩn bị và chuyển giao cho Ukraine. Quá trình thực thi những biện pháp do chính phủ liên bang quyết định đã được khởi động, Bộ Quốc phòng Đức cho hay. Tuy nhiên, sau 3 tháng, dữ liệu thống kê do chính phủ Đức công bố cho thấy, Ukraine mới chỉ được nhận một phần rất nhỏ trong số vũ khí cam kết. Chưa có xe thiết giáp Marder, hệ thống phòng không Iris-T, xe kháng mìn và xe tải hạng nặng nào được bàn giao. Ukraine mới chỉ tiếp nhận 10 xe tăng Leopard 1A5, một đài radar TRML-4D, 12 xe phòng không Zepard và 850 viên đạn pháo 155mm. Tờ Welt của Đức cho biết, chính phủ nước này mới hoàn thành được 3 hạng mục trong gói viện trợ, gồm 11.000 khẩu phần ăn giã chiến, 3 cảm biến cảnh báo UAV và 5 cầu thép cho xe công binh Bắc cầu Biber. Truyền thông Đức cũng cảnh báo nhiều cam kết cung cấp vũ khí có thể bị rút lại, tương tự trường hợp 5.032 súng chống tăng được hứa chuyển cho Ukraine từ giai đoạn đầu chiến sự, nhưng đã bị xóa khỏi danh sách hồi giữa tháng 7 mà không có lời giải thích. Giới chức Đức và Ukraine chưa bình luận về thông tin. Chính phủ của Thủ tướng Scholz từng ngần ngại viện trợ vũ khí cho Ukraine do lo ngại leo thang căng thẳng với Nga. Áp lực từ Washington và các đồng minh châu Âu khiến Berlin thay đổi chính sách, cung cấp ngày càng nhiều khí tài hiện đại cho Kiev. Đức trong năm 2022 viện trợ quân sự hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Nước này đã chuyển 18 đến 21 xe tăng chủ lực Leopard 2A6, 40 thiết giáp Marder, 5 pháo phản lực Mars-2, 14 pháo tự hành PZS-2000 và nhiều loại vũ khí cùng trang bị khác. Theo VN Express, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.